Em ơi, sập cho anh cái chìa khóa kia vào nhá, cái chìa khóa kia nữa nhá. Đấy, hạc lây. Đấy, hạc lây luôn. Con này đời rất cao luôn, 29. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog hộ anh cái nhá. Ơ, lại mới mua chó nữa hả em? Đẹp quá anh em ơi, Honda CB500X, biển số đẹp luôn nhá, 68A100198. Đồ chơi này, đây, ổ đồ, hai chìa đầy đủ nhá anh em. Còn một chìa nữa mình cất đi rồi. Đấy, nổ máy lên cho anh em. Luôn vệ sinh sạch sẽ long lanh luôn rồi nhá. À, hô anh cái cầm anh cái cam rồi. Con này là anh ấy không đi tour nên là không có một thùng, không lắp một thùng. Còn nếu mà anh em nào đi tour ấy thì mình nghĩ là cái thùng này thì anh em mua cái bộ thùng hông lắp vào được, hoặc là đơn giản là chỉ chúng ta đi túi. Túi của Lubu cũng rất ok nhá. Còn đây là cái thùng nhỏ, thùng này mình nghĩ chắc chỉ 20 lít nhỉ? Rồi, thùng nhôm luôn ạ. 18 20 lít thùng nhôm luôn. Cực kỳ là cứng. Ôi, gõ này. Sướng luôn. Nhựa. Đấy. Trong này túi ni lông, giấy tờ các thứ. À, lót liếc này. Đầy đủ luôn. Của đây là logo. 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 Anh em bóc ra thì anh em thích dán logo gì thì dán. Đấy. Chìa khóa đầy đủ nhá. Xe lên rất là nhiều đồ. Hôm nay mình bán với giá là chưa đến 180 triệu. Ui, em của anh, đồ nó phấn khích quá. Bolit. Đây, lùi ra đi. Anh lấy xe mà. Lên đèn chưa? Lên đèn rồi. Nhấp cái chưa? Cặp tun này anh, bấm cặp tun này anh. Chưa, từ từ, đủ chưa? Đây này, anh tắt cái đèn đấy đi nhá. Vâng. Đứng yên đấy. Có nhiều chế độ không anh? Có chứ, để anh bật cho em. Thay đổi đấy ạ. Rồi chứ? 3 chế độ, rồi. Ok. Nét luôn đi chứ. Uy tín luôn. Đây này, tút. Đồn. Lên chưa? Chưa anh, rồi lên rồi. Bấm đi anh. Đâu em, anh tăng chỉnh độ sáng. À, tăng chỉnh. Đây, tăng chỉnh độ sáng. Được, em thích phát sinh không? Điếp còi anh. Đấy. Em thích cái gì anh, có chiều em vừa đấy. Nhiều chức năng quá anh ạ. Chỉ cần anh em thích là được thôi. Ui, con này đủ nâng luôn. Hôm nay sẽ review cho anh em một con Honda CB500X lên xuống này. Anh em quay ra đây. Đẳng cấp của lên xe xuống xe của CB500X anh em phải như này nó mới kiểu chuẩn. À, đi vào xuống nhá. Đây con này có chất chống giữa đá như này. Rất là nhiều anh hỏi là người anh hơi thấp bé một tí, người hơi yếu lên xe kiểu gì. Em đứng dưới cho đẹp à. Nhìn anh văng chân này. Đấy, các bạn nhìn nào. Lên này. Nhẹ nhàng. Cái. Lên đây với anh. Mày bao cân? 80 con. 80 cân. Milo. Đạp chân này lên đây. Anh em này. Vít vào cái vai đấy. Đấy, chuẩn luôn. Đấy, chị em. Đấy. Đấy. Ôm luôn. Đấy. Đấy, kết thúc. Đấy, đi khi xuống nhé. À, khi xuống này. Mày lấy mặt ra không anh đá vào mặt mày đấy. Đấy, xuống đi em. Xuống đấy, hết tiền rồi. Ok anh em, hôm nay sẽ review cho anh em con CB500X này. Bán với anh em giá một chưa đến 180 triệu nhá. Hôm nay chúng ta cũng bắt đầu thôi, một đống đồ chơi luôn. Đây nhá, đầu tiên là vào dàn đèn á. Ui, còn chắc cú nữa này. Con này là cái chụp thôi anh chụp em. Lên này. Chụp lên thôi. Đấy, anh ấy thích vào chắc luôn này. Đấy, để làm gì? Để khi mà lên cái đèn này nó nhuộm ra ánh sáng vàng anh em. Đấy, đây nó mờ này. Em nhìn nó mờ không? Có ạ. Dùng công tắc của led tool luôn. Đây. Tăng chỉnh được rồi. Đây. Công tắc led tool này. Mình vặn này. Đấy. Sáng lắm rồi. Đây này, em có thể nhìn thấy tay anh không? Đỡ phải di chuyển camera nhiều các anh em chóng mặt. Đây, đúng đây. Rồi. À, được rồi ạ. Tăng chỉnh này. Giảm bớt độ sáng này. Đúng rồi, mờ. Các bạn thấy không? Mờ tịt không? Đây nó vẫn sáng ấy nhá, nhìn tay anh này, chiếu vào tay này. Đấy, các bạn thấy không? Vẫn sáng này. Như tắt đi hẳn này. Đấy, bật lên này. Đấy, nó mờ này, mình tăng sáng này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó còn được có rồi. Mấy chế độ nháy nữa cơ. Đấy, rất nhiều chế độ nháy nữa. Đấy, thì là cặp ép này. Còi luôn này. Đấu thẳng còi passing vào này. Đấy. Quay. Như L7Q. Còi hơi đen xôn luôn. Còi. Đấy. Cái này anh em Tây Hàn Quốc thích lắm. Các bạn Tây bạn thích nhiều. Chưa hết đâu. Lên một cặp đây là con này F150. Công tắc rời đây. Camera đi vào đây cho anh.
F150 phải có công tác rời đây. Có công tác rời đây. Đấy. Passing đây, này. Em bấm đi em quay. Đây, được anh bấm nhá. Passing này. Đấy. Auto luôn. Auto. Có mấy chế độ cơ? 6 chế độ. Đấy. Rồi bật lên này là công tác bên này, đổi màu à. Đấy các bạn thấy không? Cứ tắt bật đi một lần đổi màu à. Giữ 2 giây là tắt này. Đấy. Giữ 2 giây. Bên kia anh ạ. Đấy. Ok. Đấy. Thêm cái nữa này. Còn chưa hết đâu. Đèn này nữa. Đấy. Quả đèn này. Dẫn đường. Dẫn đường. Đây nó có chế độ tắt đây. Anh em không thích nổi trội đây. Các bạn tắt đi ở đây. Đấy. Có nút tắt đây. Và đổi chế độ tắt nguồn đây. Đổi chế độ nháy đây. Đấy. Mấy chế độ luôn. Đấy. Rất là nhiều để anh em lựa chọn. Đấy là dàn đầu. Lốp zin này. Chỉ vàng vẫn còn, chỉ giữa vẫn còn luôn. Lốp zin. Đấy, con này là lốp zin nhá. Sau là thay rồi đấy anh em ơi. Thay Pirelli size tận 1.7 luôn, Scorpion Rally. Con này thì anh em thấy con BMW rồi, mấy cái dòng xe ADV to ấy, hay lắm con này. Size 170 nhá. Bỉm nhôm khung nhá, đầy đủ hết này. Cứ từ từ em, bình tĩnh, hà tĩnh. Đâu rồi cũng sẽ có lượt. Đấy. Tiếp theo nữa này, các bạn này. Gù nâng này. SW Motec luôn. Wow. Đắt tiền lắm. Gù này của đồ của SW Motec đắt lắm luôn. Bảo vệ tay lái xịn nhá. Hàng sao vách luôn nhá. 3 triệu rưỡi nhá. Này, nhôm này. Nhôm CNC à. Rất xịn luôn. Kẹp điện thoại Motorwork chống rung để rẻ tiền, nhưng mà nói chung là tiện lợi. Thì thực ra là mấy anh em ADV ấy lắp cho mình một cái kẹp điện thoại vào đây. Đấy. Xong bắt đầu là lắp thêm con màn hình Chigi ở đây nữa. Thì nó gọi là bét mẹ luôn, đúng không? Chân ái luôn. Chân ái luôn. Màn hình Chigi thì để nghe nhạc, xem camera, rồi xem map, xem biết các thứ. Còn điện thoại thì để xem map nữa. Không phải có điện thoại mà kết nối được ạ. Nhưng mà thế thì nó hơi thừa, em bảo không? Ví dụ như kiểu để nhìn cam trước, cam sau này. Còn cái này nhìn map này cũng ok này. Nhưng mà con Chigi là nhiều thông số ấy ạ. Này, báo hết chưa? Này này, đây em này. Sạc, cổng sạc. Cổng ấy luôn nhá. Chi. Tai chi. Tai chi nhá. Cổng này cổng 3.0 nhá. Đặc cấp rồi. Nhiều chiều quá. Ít cái chiều này. Anh mới đọc đến dàn đầu thôi đúng không? Mới dàn đầu đấy ạ. Ra đi. Anh đọc cẩn thận. GS ADV chống đổ trên dưới. GS ADV đặc trưng của GS ADV ấy, thì anh em nhìn thấy không? Cái chống đổ này. Đấy. Nó ôm ra. Ôm ra ngoài. Với cả thêm nữa là nó lắp ở ngoài chứ nó không lắp ở trong như kiểu Lubu. Đấy. Thì nó sẽ không bị là ảnh hưởng đến cái ốc khung sườn này. Đấy. Thêm cái nữa này. Đây các bạn ơi. Đấy. Lubu thì cũng không ảnh hưởng đâu nhá. Anh em nào không ảnh hưởng, mình lại nói thế này anh em lại bảo là Lubu ảnh hưởng. Lubu thì bắt buộc là phải lắp ở trong và phải lắp cái căn của Lubu chuẩn luôn. Đấy, và thêm cái nữa là đồ Lubu thì nó hoàn hảo, nó đắt nhất rồi. Với bộ chống đổ này mình khen đấy thôi. Nhưng mà nó còn rẻ tiền hơn của Lubu. Đắt nhất là Lubu. Đắt tiếp theo là SW Motec là hàng của Đức. Nhưng mà hàng Đức thì đa phần là toàn tư nhân nhập khẩu về. Tại sao Lubu nó rẻ? Vì là Lubu là có công ty phân phối, người ta nhập rất số lượng rất là lớn nên là bán giá nó bình ổn được giá. Tiếp theo là đến rẻ hơn nữa thì có GS ADV, sau rồi đến Quitec, sau rồi đến hàng gia công các thứ. Thì con này là con cũng là hàng chất lượng rất là cao đây. GS ADV thì đặc trưng cái điểm GS ADV mình khen cái điểm này là gì? Là cái bộ khung ấy nó không vươn ra nên là nó không bị là gọi cấn chân. Đấy, nhiều anh chân to, chân em nhỉ, chân size giày em đi có 41 thôi. Nên là em để nó thoải mái lắm, nó không bị cấn nhức gì. Nhưng nhiều anh chân 43 rồi đi giày to các thứ ấy, thì nó hay bị kiểu cảm giác nó cấn cái mũi này vào cái khung này. Thì con này nó không thế. Đấy. Con này nó sẽ không bị cấn chân. Bên này thế này. Em nhìn bên này. Còn nó chống đổ hiệu quả không thì xin thưa nó giống nhau hết mà, đều hiệu quả cả. Đấy. Cục nhựa chịu lực khi mà ngã xuống thì nó độ tính dê này. Đấy, dê xe không bị bật lên. Đấy, máy móc zin nhá, cái này thì không cần phải nói rồi. Xe cam kết 3 điều, thứ nhất là máy zin nguyên bản, thứ hai odo zin nguyên bản, thứ ba xe không đâm đụng thế nào. Đấy, thì cái này mang hãng check rồi, mang là hãng check. Chết đâu? Bỉm đâu rồi? Chưa em từ. Đây những cái để chân này, những cái để chân này, chân chống giữa này là để đều đã lên hết rồi nhá. Mỏ vịt, chân mỏ vịt. Đấy. Thêm vào nữa là nước. Em bán hàng chưa? Cho ly trà sữa cắm vào đây quay review cho tinh tế. Bán chưa?
chưa bán hàng, tiếc thế. Hàng ấy chưa bán, chứ bán rồi mình sẽ review cho anh em là cái này để lavi này, cái này để bò húc này, cái này để trà sữa cũng được luôn nhá. Đấy. Còn gì nữa nhỉ? Bồ đấy. Đặt sau. Bồ đi. Bồ thì đơn giản lắm. Con này con Yoshimura R77 hàng copy. Đấy. Con này hàng copy. À đây anh xin. Đó, cái ly đặt đây này. Đấy. Đó. Tí luôn. Rủ bạn gái bạn ghiếc đi. Anh em để hộp này xong rồi giấu ban sói ở đây, cất đây. Úi giời. Đỉnh luôn. Biển rất đẹp nhá, 00198. À, chỉ điểm. Bồ. Bồ thì là Yoshimura, con này là hàng copy thôi. Cả đầu carbon, âm thanh khá là trầm ấm. Đoạn này đoạn slip on thay ra này. Đấy thì bô zin còn nhá. Nếu anh em nào ấy là chỉ cần chỉ đút bô zin đút tụt vào phát là lắp vào ok luôn. Đấy. Cái này thì anh em mà nếu ở Hà Nội mà chỉ đi tour ngắn, đi tour ngắn này, đi phố, đi phố ấy, được hộp cơm hộp viết đi làm hàng ngày ấy, giống thằng cu em mình nó đi CB500X, nhà thì ở trên ngã tư Sở, ngày nào nó đóng một cái thùng này nó đi làm, không đi tour. Đấy, đi thích CB500X nhưng không đi tour. Thì anh em nào đi phố mà đi làm sử dụng hàng ngày thì con này còn lựa chọn rất là ok này. Đấy, đựng hộp cơm, đựng đồ cá nhân rồi ví điện thoại rồi sạc trước các thứ, hay là cảm thấy cái gọi là cái laptop cũng được luôn. Apple này màn hình cái gì kiểu máy tính bảng ấy. Con này 18x không anh? Ơi là gì đến phun đồ đi này, nói rồi, nhiều đồ quá. Chốt 18 17x đây, một bế này thằng này bán này chắc đam mê quá. Bán không lợi nhuận mà em. Được rồi, quan trọng gì, anh tiền anh vợ anh kiếm đầy. Đây con này bỉm gầm đấy, bỉm gầm ngô. Nhưng mà anh em để ý này, cái xe này là anh chủ xe là Kiên Giang, mình đã giấy tờ nhá thì đang ủy quyền tên mình lần một. Anh em mua hai vợ chồng mình ra mình sẽ ký ủy quyền lần hai cho anh em, hoặc là ký giấy mua bán, và anh em khi ký giấy mua bán thì anh em rút hồ sơ về tên chính chủ cho anh em luôn, được luôn. Phí dịch vụ rút hồ sơ ở đấy thì khoảng tầm 3,5 triệu để phụ rút hồ sơ. Con này cổ zin nhá, này Yoshimura R77, Yoshimura cổ zin của CB500X. Đấy. Em thấy không? Ở Kiên Giang ấy, xe vùng biển không đi đến hay bị gì. Đấy. Còn nếu anh em nào mà thích thay cái cổ mà cho nó đẹp luôn thì hiện tại mình đang có một con CB500X đi cùng anh. Con đi rồi. Là đang full cổ Yoshimura chính hãng của CB500X. Đấy. Và con đấy là đi con bộ Yoshimura R77 Real chính hãng. Tức là full bộ đấy là của Yoshimura sản xuất cho CB500X, CB500F và CBR500 luôn. Anh em nào mà cần nhu cầu và độ thay thì mình có thể là bán anh em luôn cũng được. Showroom bán xe để showroom bán xe của mình đẹp quá chưa? Toàn siêu phẩm mà em. Em nhìn này, tiêu zin luôn nhá. Yoshi này tiêu zin luôn nhá. Tiêu zin của Yoshi, focus vào đi em. Tiêu zin luôn. Vân carbon này. Đấy, em nhìn thấy Yoshimura nhưng mà vân carbon là carbon da rắn đâu. Lỗ da rắn khác này. Full cây cổ luôn. Đấy. Cổ này là cổ của ấy nhá. Cổ này là cổ Yoshi sản xuất luôn nhá. Tất cả đoạn này là của Yoshi luôn. Bóng loáng luôn. Đấy. Anh em nào mua bộ này không? Mới của nó là 1,6-1,7 triệu. Bán luôn cho anh em 900.000. Báo luôn. Ui, toàn siêu phẩm rồi. Xe này anh đang bán nhá. Biển số Hà Nội. Con này thì giá chỉ có 128 triệu thôi anh em. 128 triệu lên rất là nhiều đồ. Còn con full này. Con này thì anh bán rồi. Con này anh bán rồi, đang chờ cây R1 View về để lắp lên cho khách nhá. Con này là con CBR650 rồi. Còn một chìa khóa nữa, nó đâu rồi? Mới dán tem. Lắp vào đi em. Tem đây còn chờ cây bô riu về với cả đập thêm ít đồ chơi nữa cho khách. Chiếc này Ducati Master bán không anh? Bán cho em.